Rồi chúng ta cùng nhau làm bài tập của bài số 3, chương trình tiếng Anh lớp 6, sách Mai Lan Hương. Phần A, my house. Chúng ta điền từ vào để tạo thành từ có nghĩa armchairs, television, bookshelf, couch, stereo, telephone, stone, living room. Bài số 2 La Mã là sắp xếp các chữ cái thành từ family, father, mother, brother, sister, people. Bài số 3 sắp xếp các từ trong khung vào cột đúng này. Places, nơi chốn, things, đồ vật, people là người. Bây giờ chúng ta sẽ có living room là phòng khách là nơi chốn, chúng ta đưa vào cột đầu tiên. Father là bố, bố thì đưa vào cột này. Table là cái bàn sẽ đưa vào đồ vật. Brother là anh trai sẽ bỏ vào cái cột người. Lamp là cái đèn sẽ viết vào đây. School là trường học viết vào đây. Bookshelf là viết vào đây. House viết vào đây. House viết vào đây. Teacher viết vào đây. Classroom viết vào đây. Nơi chốn chairs cái ghế là đồ vật. Student là người cho nên chúng ta viết vào đây. Rồi chúng ta qua bài 4 La Mã là sao? Là hãy đặt câu hỏi với what và trả lời theo gợi ý. Chúng ta đã biết what it did, what it does là hỏi cho những cái từ số ít đấy. Sẽ trả lời là is cộng với are hoặc an cộng với danh từ. What are these hoặc là what are those là chúng là những cái gì và hoặc là đây là những cái gì, kia là những cái gì. Chúng ta sẽ trả lời they are cộng với danh từ số nhiều. Bây giờ nó cho this thì chúng ta sẽ hỏi this thôi. What's this? It's an eraser. What's that? It's a house. What are these? They are chairs. What are those? They are books. What is it? It's a television. What are those? They are windows. Đặt câu hỏi với how many và trả lời theo các từ gợi ý. How many tables are there in your house? There are two tables. How many students are there in your class? There are 20 students. How many desks are there in your classroom? There are 12 desks. How many armchairs are there in your living room? There are 4 armchairs. How many lamps are there in your room? There is one lamp. Để câu này. How many lamps are there in your room? There is one lamp. How many television are there in your living room? Có bao nhiêu tivi trong phòng khách của bạn? There is one television. Một cái thì không thêm giờ nha. Chúng ta xuống bài dưới hỏi trả lời hỏi với who và trả lời theo gợi ý. Who là ai? Who it is? Who is that? That is Mr. Home. Who's this? Đặt câu hỏi về tên, tuổi của những người này và trả lời theo các từ gợi ý.